Đây hồ cốt nè, 8 hũ đó. Cốt của xanh quanh ở trước người ta lấy người ta bỏ ở đây. Cái này là mộ hả ba? Mộ của bà cố, bà ngoại của gì? Trời ơi, này là người thân dòng họ của bà hay là sao? Này là dòng họ không mà ở trước này nè, còn của gì nè, cái hai cái hũ sau này là gì cất nhà đó, chồng gì với con gì, con của bà lặng gái, còn cháu lặng trai. Dạ. Vậy bà nói là bốn người con thì hiện nay còn ba người hả? Vậy dạ, năm người chết đứa còn bốn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại Sài Gòn, một vùng đất hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Có những nơi mà người sống phải sống chung với người mất, đôi khi là người sống phải giành đất luôn với người mất. Và sự thật như thế nào? Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để tìm hiểu thêm về sự thật. Một bà cụ hơn 70 tuổi phải sống ở trong nhà, toàn là ngôi mộ. Và đây là một cái khu này gọi là một cái khu nghĩa địa của bác anh chị, thấy toàn là ngôi mộ và nhà bà thì nằm ở trong này. Để mà để tìm hiểu rõ thì mời cô bác anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Con chào bà. Dạ. Ồ. Bà bật đèn ở đây được không bà? Dạ không, bật cái đèn này thôi. Chỉ đèn này thôi hả bà? Dạ. À, con chào bà nha. Dạ. Hôm nay con với anh Hoa Lệ Sài Gòn đến đây. Yeah. Để thăm cái tình hình sức khỏe của bà. Yeah. Bà năm nay là bà bao nhiêu tuổi rồi hả bà ha? 70. 70. Bà sống ở đây với ai? Như cháu. Cháu hả? Quê bà ở đâu bà? Quê bà ở đây. Quê bà ở Sài Gòn này luôn. Ở đất này đây luôn. Bà có con không? Có. Mấy người con? Có bốn người con. Dạ. Mà nó cũng nghèo lắm. Dạ. Ở đây với thằng cháu 15 tuổi. Nó đi học. Bà bốn người con, mấy trai mấy gái bà? Dạ một gái ba trai. Dạ một gái ba trai. Thì hiện nay con cái bà ở đâu hết rồi? Nó có chồng ở vợ đi hết rồi. Chồng có vợ đi hết rồi. Dạ. Trước giờ bà sống ở quận này luôn hay là quê bà? Quê của bà ở đây mà. Quê bà ở đây. Dạ. Trước đây thì khi mà còn trẻ thì bà làm cái công việc gì? Còn trẻ thì bà cũng đi mua bán vậy đó. Dạ. Có mấy năm vừa rồi là bà đi làm mướn. Nhưng mà lớn tuổi làm nổi nữa. Nhà này là thuê nhà của mình bà? Nhà của mình nhưng mà mình chưa có trả tiền đâu. Cứ ở đi rồi từ từ mình có tiền mình trả. Ông mất lâu chưa? Dạ lâu rồi, hồi năm 2000. Dạ. Cái căn của mình là đó giờ ở đây luôn. Căn mình mới cắt đây chừng mấy năm à. Dạ. Đây là đất mộ nè, mình moi mã lên mình cắt. Ôi. Cái này là mộ dưới này nè. Trời. Là tụi con đang đứng ở trên mộ hả? Con đứng bên đó, bên đây mới mộ nè. Đó có hai là có nghĩa là bà hàng đêm là bà ngủ trên cái ngôi mộ luôn. Lấy cốt ra rồi, đào lên lấy cốt rồi. Trước đây là khu này là khu mộ hả? Dạ cái mộ. Khu nghĩa địa hay sao? Nghĩa địa. Nghĩa địa. Dạ. Tại sao ta cho bà ở đây, ta giải tỏa hay sao? Đây là đất nhà của nhỏ em mà, xin nó cất. Lấy mộ lên mình cất. Đông đất nó mộ nhiều không bà? Mộ vòng vòng đây thì ta giờ ta lấy cốt hết rồi. Giờ còn cái mã ngoài sau thôi, còn cái mộ ngoài sau thôi. Con với nghe đó mọi chúng. Con nghe nói con vô nhà bà đều gặp đều gồng gần đó, hai ngôi mộ trong nhà. Tí cũng sợ nữa. Con sợ. Dạ. Mà có thể là cái thử hai mộ đây là của ai bà? Mộ này là của qua con, bên kia là của cháu. Qua đây đi bà. Dạ. Giờ hai mộ mà không biết của đứa nào của con mà đứa nào của cháu. Đó. Không có bia mộ luôn hả? Không, không có bia, tại cái mộ của cháu mới có mấy tháng à. Còn mộ còn con thì được 4 tuổi. Mộ này mới có mấy tháng à? Một cái con một đứa mấy tháng, đứa 4 tuổi mà giờ không biết đứa nào. Ôi rồi. Chôn rồi con không biết đứa nào. Lâu rồi chưa à? Lâu rồi, nay ba mấy năm rồi. Ba nó ba mấy tuổi rồi. Vẫn còn ngày cốt ở dưới. Giờ con có mơ lên thì nó chỉ còn đất không? Một cái là của con, một cái là của cháu. Cháu kêu cô. Con của bà lặng trai hả? Con của bà lặng gái, còn cháu lặng trai. Dạ. Dạ. Vậy bà nói là bốn người con thì hiện nay còn ba người hả? Vậy dạ, năm dạ. Người chết đứa còn bốn. Chết lúc trẻ hả bà hả? Chết lúc nó 4 tuổi con gái.
Càng đêm mà ngủ ở trong cái ngôi nhà này thì bà gặp những cái câu chuyện gì nè? Không đâu, con quen rồi, chẳng thấy gì hết. Dạ. Vậy trước con bà có về xin quần áo? Có. Có hồi lúc nó 2 năm nó 20 tuổi là gì ở trên miên cái gì lên miên vợ cho nó. Cái nó lên chảnh. Con của bạn. Cái nó lên là lúc nó nằm, hồi lúc nó chết là 4 tuổi. Nhưng mà lúc nó 20 tuổi là nó lên nó kêu rồi gì gì không? Vì đâu có con lớn vậy mà nó nói là nó là Hồng Hạnh, nó tên nó là Hồng Hạnh, con của mẹ. Mà giờ nó lên xin mẹ cho quần áo rồi nó mặc nó đi học. Thế thì mình cũng đi mua rồi mình đốt. Cái tối qua năm tối đêm sau thì nó lên. Nên nó nói là mình mua đồ cho nó đó, nó mặc giống y vậy luôn. Thế nói thôi con máy bay mẹ, mốt con không làm phiền mẹ nữa. Đã đi nay là năm nó 20, nay năm nó ba mấy thôi, mấy 36, 37, tới giờ không thấy nữa. Vậy chứ con ở gì ở chỗ này, con nhiều khi con sợ, nhiều khi có người tao còn khổ hơn gì nữa. Ta không có chỗ mà ở luôn. À, lúc đó thì con của bà mất là bà không có đem vô chùa đâu hay sao? Không, hồi đó là chôn chứ đâu có thiêu đâu. Mình có đất mình chôn mà. Ở đây là mồ thổ mộ mà. Sau này mới thôi mới thiêu. Trước đây là bà xây như vậy luôn đó hả bà? Dạ, chôn nó có đâu 2 năm sau là xây luôn. Dạ. Ngoài cái việc đó thì con nghe anh Tiến nói là con hủ hài cốt nữa hả bà? Có hủ hài cốt là sao nè con? Sống ở đây là ngay chỗ này là 70 năm hả bà? Ủa vậy hả? Vì sống đây thì 70 năm nhưng mà nhà là cất mới có mấy năm. Đây hủ cốt rồi. 8 hủ đó. Cốt của xanh quanh ở trước người ta lấy người ta bỏ ở đây. Cái này là mộ hả bà? Mộ của bà cố, bà ngoại của gì? Trời ơi trời, mộ quanh nhà luôn. Cô bác anh chị thấy là anh Hoa thấy không? Má cốt á. Cái phân xuống là để lên cái phần của cái mộ luôn nè. À. Ừ. Còn ở trong đây là... Cốt. 8 hủ cốt. 7 hả bà? 8. 8 hả bà? Qua đó được mà. Được con, leo lên đó con. Qua trước đi. Không có sao đâu. Sao? Anh Tiến sợ. Anh Tiến kia đi. Này là người thân dòng họ của bà hay là sao? Này là dòng họ không à. Ở trước này nè, còn của gì nè. Cái hai cái hũ sau này là gì cất nhà đó. Chồng gì với con gì. Chồng chị gì. Chồng với gì, chị. Ờ. Nó là mới lấy đây để cất nhà đó. Còn này là ở mấy hôm trước người ta lấy người ta cất nhà. Cái chỗ là... con đứng nãy đó. Dạ, đây là bởi bà không biết hả? Ừ. Đây là có phần cốt này bà không biết. Còn ốm cũng ông bà ở trước này nè, cái chỗ nãy con đứng nãy đó. Dạ. Là cất nhà đó, người ta lấy lên người ta cất nhà đó. Dạ. Nhưng mà sao chỗ này nó sụp một cái vậy bà? Cái này con xây con phải cho cái lỗ vậy. Cái tục cái lục xây là phải để cái lỗ hơi lên vậy. Ra đi vô là vô tối rồi gì vô cũng giặt vũ mà ở đây không có gì hết. Ở quen rồi con chẳng có sợ gì hết. Lúc ở bà có xin phép không? Thì chứ mình cúng chứ, mình lấy mộ lên phải cúng đàng hoàng xin phép chứ. Chứ đâu lấy ngang được cái đâu. Cái đêm đầu tiên mà ở đây bà nói ở đây 2-3 năm thì cái đêm đầu tiên mà ở cái cảm giác là sao? Thì cũng hơi ngán ngán nhưng mà thôi, cũng chừng 5-6 đêm sau là hết sợ. Nói chung là bà xưa ở bà nói ở đây nữa. Ở đây rồi cũng có mã luôn nè. Ở đây hả? Cũng lấy mộ lên rồi người ta bà ông bà đồ lấy lên. Để chỗ này cho mình có chỗ mình giặt vụ. Chứ mình để thì mình giặt lên mã nó mang tội lắm. Dưới gầm giường là cũng có mấy người mộ. Có hai cái đó. Hai cái mộ mà cái hai cái hũ dưới nãy gì chỉ con đó. Là hai cái mộ dưới đây. Có nghĩa là hai cái mộ vừa lấy lên đó. Hai cái hũ ở dưới là lấy lên đây mấy năm rồi đó. Dạ. Lấy rồi mình cất nhà lên mình ở. Chứ giờ mình đâu có đất đâu. Như vậy bà biết có ai không? Như là còn không biết ai. Cái mộ dưới này, hai cái mộ đó là của chồng gì với chị gì. Chồng gì lúc đó mất trẻ không? Mất trẻ ba mấy tuổi rồi, năm nay sáu mấy 70 rồi. Vì ở đó giờ ở mình luôn. Đâu, gì thì gì ở với con đó, đi. Có nghĩa là gì không có chồng nữa? Không. Thì là hàng đêm mà cứ ngủ trên phía trên cái mộ vậy đó.
hàng xóm mà ở đây gần đây á, biết bà ở vậy người ta có nói gì không? Người ta cũng nói vậy, cũng mình cũng thường thôi, đi ra vô gặp mặt vậy thôi. Ngày trước bà kể á, vào một đêm trời mưa, thấy bắt đầu là có hai cái bóng người. Cho gì xin rém ngồi nha, chân gì nhất quá. Có hai cái bóng người, bắt đầu là có cái bà cụ đấy, bà ngồi bà may quần áo. Nhưng mà bà may khuya á. Cái bao trời thì mưa phun, có hai cái bóng. Hai đứa này nó đi ra luôn. Là hai người của hai cái bóng này. Đâu bà kể con nghe. Nó đi ra xong cái nó chơi, hai chị em nó chơi. Tiếp nói cái câu chuyện anh Tiến thì bà kể lại. Đó, đó. Đó, cái lúc đó trời mưa, xong cái nó ra, trong này nó đi ra. Nó chơi, nó giỡn xong nó cái kiến người ta, cửa kiến nó lần nó vuốt nó chơi. Xong ra lưỡi liếm hai chị em nó giỡn, giỡn xong chạy vô đây. Nó thấy ngay chỗ này là người ta bán mấy lần lượt nhà rồi, có cái nhà này ở được không? Ở nhà là cái người ở trong cái ngôi nhà đó là bị nó bị hai bé này hiện lên, xong bắt đầu là mấy trời mưa phun á, mấy lấy tay là bôi cái kiến giúp trẻ con nó nghịch á, chơi á, xong bắt đầu là người ta may những cái người ta may đêm á, ta may đêm là người ta mới thấy những người ở trong cái nhà đó, dạ, là người ta may buổi tối ta thấy hả? Ừ. Rồi nhà kế bên ta bán hết rồi, bán đi hết rồi, giờ chỉ có được cái nhà này con tới chủ kia bán, và không hiểu lý do nó cứ trong này nó đi ra chạy lăng tẩn nè. Là cái việc đó thấy lâu chưa bà? Lâu rồi, lúc nó còn nhỏ mà. Lúc nó đưa coi con chị nó, hai chị em nó nói chung là cũng cùng một tuổi luôn, mà đứa trước đứa sau thì nó cũng lối là 7-8 tuổi rồi, lúc đó nó cũng lối 7-8 tuổi chả lưng cứng vậy đó, bởi giờ không dám lấy là vậy. Và chính cái người bán nhà đấy, người ta kể lại, người ta thấy vậy, người ta thấy á, cái người bán nhà ta thấy rồi, người ta sợ quá, ta bán nhà người ta đi nơi khác, mà người ta đi đây lâu lắm rồi, giờ cái có cái nhà này ở được rồi. vòng đây bán cái nhà đi hết rồi. Không, nó vòng vòng đây không có, còn người ta vẫn còn ở bình thường. Sao người ta kể vậy, bà không sợ hay sao bà? Không, con cháu mình mà. Con cháu mình đâu có sợ gì đâu. Con ở trên gác hay cháu bà ở hả? Ở trên gác cháu ở, mà giờ cái thằng cháu đó nó không có rời gì được luôn. Cứ gì nằm trên nó nằm dưới, gì nằm trên nó nằm dưới. Sao vậy, sợ hay gì? Nó không chịu, nó làm như nó có quen hơi bà ngoại rồi. Nó không chịu lên. Thì nói nó thì lên ngủ chừng bữa hai bữa xuống. Làm gác mới rồi, vẫn vậy là. Gác mới rồi đó con. Xong xong hết rồi đó, đang can. Còn bữa nào con gì thằng kia nó có đi làm vậy nó ghé, nó lấy cầu thang này ra nữa xong. Đó con cho tiền nữa, hôm đó con giúp cho gì đó. Vì làm hết ở ngoài sau hết rồi, sạch sẽ. Cái này mình phải sạch sẽ mới được. Này trong đây là khu mộ không à? Mộ không à. Mà mình như vậy là cũng sướng lắm rồi đó. Có người ta không khổ người chết. Ta ở đồng mã trống luôn đó. Tội lắm. Vì thì được có che mưa che nắng. Vì có che mưa che nắng được rồi. Đi về mình vô mình ngủ yên. Có nghĩa là ngủ ở đây con cái vợ chồng ở đây luôn. Không, có hai bà cháu. À, ý nó cùng người. Nói chung là chồng nè, chị nè, rồi hai đứa, một đứa con, đứa cháu, nói chung là trong lòng này nè. Bà sống gì bà gần đây, bà thấy khỏe không hay là có bệnh hoạn gì không? Thì bệnh già thì phải có rồi con. Dạ. Bệnh già gì phải có rồi đó. Bệnh thì cũng, giờ nói chung là trong người có gì, chỉ có gan không có, tiểu đường không có, thận không có thôi, còn nhiều ôm hết. Bởi vì uống thuốc liền liền à, vì mới vừa uống thuốc tính đi ra bán hả chứ. Vì bán tập quá. Bây giờ gì bán mỗi lần nấu cháo mà cực quá, giờ bán trứng lộn, bán mì lộn rồi này nè. Rồi bán xong rồi mình dọn xong rồi vậy. Ngày bán được như ngày được 100-120 trứng gì đó. À, rồi đủ sống hai bà cháu rồi. Thì ngày lời cũng 100-200, có khi đắt thì lời được 200, không đắt thì thôi cũng 100,000. Dì nói trước đây dì ở đâu? Cái con dì hồi đó ở đây à? Mà... Là dì ở nhà trọ nào giờ mà? À... Hồi nhỏ lớn giờ mà đâu có nhà đâu. Dạ. Rồi xong rồi cái mới vô đây cách rồi mới ở đây mấy năm thôi, giờ ở nhà trọ mà. Vậy tại sao chị không ở nhà trọ nữa mà gì vô đây vậy cách? Vô cách với nhà mình đỡ được mấy triệu. Đó, với lại nhà mình tự do hơn, rộng rãi hơn chút. À, tiết kiệm được tiền nhà đúng không ạ? Ừ. Nhưng mà lúc đầu thì thợ xây dựng họ gặp những cái phần mộ như thế này thì họ xây họ sợ không? Không, và... thợ người ta đâu sợ, người ta từng móc mã móc đồ rồi. Người ta móc lên người ta xây cho mình luôn. Rồi cái không có thấy người, cái người ta lấy một cái miếng đất người ta để vô. Người ta để vô. Lấy miếng đất
chứ giờ đâu có xương đâu rồi con lấy vô. Dạ. Con chấm cái đầu miếng, cái lưng, cái bụng miếng, cái chân miếng, cái con bỏ vô hũ đem lên vô đó. Dạ. Có nghĩa là toàn bộ cái hài cốt đó là khi bốc lên là chỉ lấy mỗi thứ một nhúm thôi, còn bao nhiêu là để ra hết? Để như nước ban ra hết. Là đủ có chứ đâu có xương sắp gì đâu, con lấy ba mấy chục năm rồi. Như là lấy ba miếng đất vậy thôi. Ừ, một miếng ở trên đầu, rồi miếng ngay cái bụng, miếng ngay cái chân, nhúm vậy nè. Còn lại là còn để yên nguyên vậy. Còn yên hết nhưng mà. Vậy thì con như bà nằm hết trên mộ rồi còn gì nữa, lấy. Nhưng mình lấy ra rồi. Giờ bà ăn cơm ăn ở đâu không bà? Ăn cơm cũng đây. Đó. Bữa cơm ngồi đây ăn. Ở ngoài sau nhà bà nè, chỗ ngủ có mộ nè. Ừ. Phòng khách có mộ nè. Ăn cơm nhà cũng có mộ nè. Có không? Ừ. Khoan giếng kế bên mộ này. Khoan giếng kế bên mộ luôn. Ở giờ là xài nước thì nước ở đây sao bà? Xài nước đây thì bà chỉ giặt, bà dọn rửa, rồi nấu nướng thì nấu nước bình. À, phải mua bình là 20 lít á. Bình đó. Còn giặt giũ thì mình lại đây. Tại vì ở đây giờ mới khoan á, nói chung là nó vẫn trong mà nước cũng ngọt nhưng mà nó còn hôi mùi bùn. Nhưng mà nước ở đây phun như địa thì nó không sao. Ta chết lâu lắm rồi con ơi, cả trăm cả 60-70 năm mà. Nhưng mà mình không có uống ăn gì hết. Chỉ dọn rửa rồi giặt giũ thôi. Thì uống nước đó, nấu nước đó. Vậy đó. Nếu như người ta hỗ trợ sao bà ra trọ bà chịu không? Hay là sao? Không, ở đây không ở trọ đâu. Yeah. Ở đây cho nó dễ con ơi. Yeah. Mình ở đây đi rồi, nhà mình nó dễ lắm. Muốn thức giờ nào thức, nhiều cái ở trọ gần gũi người ta. Mất công, diện thức. Nhưng mà hàng đêm bà ngủ ở đây bà vẫn ngủ thấy ngủ ngon mà. Không? Ngủ ngon bình thường. Yeah. Bà ra vô bình thường. Có còn hàng xóm mới sợ bà đâu sợ đâu. Hàng xóm ta đây giờ ta cũng đâu có sợ gì đâu con. Yeah. Ta cũng gần đây mấy chục năm rồi. Ta đâu có sợ gì đâu. Khi mà tham quan cái ngôi nhà của anh Hoan có cảm thấy sợ không? Sợ. Sợ chứ. Tiếng gọi lần mới lên cũng sợ. Nãy bà kể con lạnh thấy cả người. Lạnh cả người. Thật bước vô đây lạnh lắm. Ngôi nhà không là ngán rồi. Ờ. Cô bác anh chị quay cho cô bác anh chị thấy lần nữa nha. Đây là cái phòng tắm của bà. Và đây là cái nơi mà bà sinh hoạt rửa. Thì cái súng chén bà để lên cái ngôi mộ luôn. Và phần kia là cặp bên kia là hũ cốt của những người mất. Và nơi đây thì cái phần giường ngủ của bà là hai cái mà là hai cái mộ, trước phòng bên kia là cũng là hai cái mộ luôn, có nghĩa là xung quanh là chỉ có hai người thôi, nhưng mà ở chung quanh là mộ không? Lâu lâu thì có đứa này đứa kia lại về một chút mà ít khi đó, khi nó về đó. Có hai bà cháu rồi. Thằng nhóc đi học nó mới về rồi cái nó đi nữa. Bà có 4 giường mà. Giờ vướng có mấy chục triệu trả đi à, giá tiền của cái nhà này nè. Bây giờ gì đó thiệt. Giờ ở trong cái nhà này nè. Mỗi tháng gì phải đóng 2 triệu. Chừng nào gì có 60 triệu gì trả ra. Cái nhà này có gì vậy không còn đóng nữa. Đã cắt lên nữa đến 60 triệu. Giờ gì ở là mỗi tháng gì đóng 2 triệu. Khi nào gì đóng hết. Gì đóng rồi xong gì có tiền 60 triệu gì trả cho anh ta là cái nhà này của gì. Còn mỗi tháng gì cứ đóng 2 triệu. Giờ gì ước sao mấy con giúp cho gì mấy chục triệu gì trả tiền cái nhà này đi. Rồi tôi gì không xin gì nữa. Thì khổ lắm. Ủa là cái nền thì không tốn tiền. Cái đó không tốn tiền nhưng mà người ta cắt lên người ta nói 60 triệu. Ai cắt lên nói 60 gì? Người ta cắt. Rồi giờ đó là giờ gì không có tiền trả. Giờ người ta kêu gì đó một tháng là phải đóng 2 triệu. Đến khi nào mà dì có 60 triệu trả rồi dì khỏi đóng 2 triệu đó. Đó dì nói thôi để từ từ đi. Dì xin được có gì dì trả. Là thuộc về cái nhà của mình. Bây giờ giống như cũng gì giống như cũng ở thuê thôi. Nhưng mà tiếng của dì nhưng mà giống như ở thuê thôi. Nhưng mà đất này là đất của dì? Của em bà con. Rồi có bằng tiền đâu dì cắt nhà lên. Cái người đó cắt. Người đó cắt lên. À, như con cắt cho gì? Con hiểu. Ừ, cắt cho gì xong cái giờ 60 triệu đó.
giờ con kêu gì phải đóng tháng 2 triệu. 2 triệu chừng nào mà con mà gì có 60 triệu trả cho con thì con không lấy nữa. Vậy đó. Giờ thì chị cũng ước muốn vậy mà con có giúp được gì vậy? Có nghĩa là người đó bỏ ra 60 triệu để cấp cho gì ở. Ừ. Và người đó mỗi tháng nói gì là phải đưa gì 2 triệu. Gì phải đưa 2 triệu. Khi nào tháng nào cũng phải đưa nhưng mà khi nào có tiền đúng đã trả 60 triệu thì gì hết đóng. Giờ là tiền nhà của gì. Bây giờ giống như gì cũng đang ở trọ thôi. Nếu như mà có tiền đúng trả hết 60 triệu thì có 2 triệu tiền kia có trả lại cho không, gì không? Không, 2 triệu tiền kia người ta nói tiền lời. Ta bỏ 60 triệu ra người ta cắt, người ta nói đó tiền đó là tiền lời. Mỗi tháng mình đóng 2 triệu tiền lời. Họ đâu có trả lại cho mình đâu. Vì đóng được hôm đó 20 triệu rồi. Bây giờ bắt đầu đóng nữa. Gì còn thiếu bao nhiêu? 40. 20 triệu là tiền lời á. 10 tháng 20 triệu còn tiền lời. Rồi bây giờ bắt đầu ở tháng 2 triệu, khi nào có 60 triệu trả lại là gì rồi thôi, là tiền nhà của gì. Ừ, vậy thôi. Con khổ quá ha. Khổ lắm con, coi gì chứ khổ lắm. Này con thay mặt cô trưởng ở ở Mỹ á. Dạ. Gửi cho dì 500, hỗ trợ dì 500 nha. Dạ, cảm ơn con. Cho dì gửi lời cảm ơn. Bà trưởng chứ, bà trưởng ở Mỹ. Dạ, cho dì gửi lời cảm ơn bà trưởng. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái tiền mà 2 triệu đó thì mình đóng được bao nhiêu tháng hay bao nhiêu năm rồi bà? Dì đóng nay được... Giờ dì cũng nhớ chắc cũng gần cũng năm mấy rồi. Tháng mình bán trứng thì có đủ tiền đóng không? Không, không đủ thì mượn. Mượn vậy thì nó lại xin lãi nữa. Xin lãi phải chịu chứ, giờ con không đóng người ta đuổi mình đi. Đi rồi cái nhà này mình nói cho nhà mình giống vậy. Mình che lên là quyền của mình. Nó hồi đó nó vậy á, xin nói với chú Tiến đi hỗ trợ cho được nhiêu đó là gì. Làm rồi xong xuôi, bữa hổm con vô nhìn không có gì hết, dơ lắm. Nay sạch sẽ rồi. Vậy là gì cũng cảm ơn rồi. Thôi vậy con chúc gì sức khỏe nha. Con hôm nay đến đây thăm dì. Rồi cảm ơn con. Chào dì.